Chào mọi người, lên chia sẻ cách pha nhựa thế nào là vẫn đủ. Tại vì dòng cửa Nhật Bản thì em thấy lúc mà có những cái con sẵn về nổ máy lên thì nhược, tỷ lệ nhược của nó rất nhiều. Sẵn nhược bên Nhật rất là đậm đặc á. Em sử dụng nhựa S-tin, nhựa cắt trốn. Vỏ nó hơi mơ. Nhựa cắt trốn. Em phá. Em vừa đi mua 25.000 xăng này. Nó hơn tầm hơn 1 lít 1 tí đó. Này đổ vào á. Có lượng cỏ như nào á. Đây bộ nắp á. Đây nắp lại lắc đeo lên á. Xem lượng cỏ nó như thế nào á. Còn này thì tức ở dưới con khá mới này. Này lâu lâu em qua em tét hơi cây. Có cái nào hết trắng này. Cái này còn sẵn nhiều lắm. Tổ cái 350 này đây.
xem lượng khói nó như thế nào á. Này lâu ngày khởi động đi kéo lẹ đấy nè, bật công tắc. Họ tiện động ghé lại. Khỏi cũng phẳng phẳng đấy. Như vậy là được đấy. Ai mua cái này bằng à? 2,3 triệu. Nhật đá đầy đủ á. Xin đa quá. Xích chuột á. Xích chuột.